đây cho, ở đây có cho cam cam được hả? Cái này nó gọi là cam in the widerness, nghĩa là mày cam căng, nếu như mà mày căng thẳng phải căng thẳng gáy biết mà. Ừ, ok. Bên kia, chắc bên kia. Nó lớn lắm, thì cũng vừa nhỏ hơn cái hồ dưới kia. Hồ này trên cao nhiều mà. Sao cây này nó đặt ra, nè, đặt ra. Chụp hình đi. Chỗ này phải phơi sáng nha. Chụp sao? Hôm nay vào thì sao? Thì sao? Nãy đẹp à? Ra dưới cái hồ đi. Còn để giúp rồi cái đi mọi người về. Ủa chỗ này nó gần cái highway hay là cái gì mà sao nó cứ kêu miết vậy? À tiếng nước, tiếng thác. À nghĩ chắc tiếng thác. Cái highway đéo nào đây?